nha mọi người. Vào mùa hè nóng bức như thế này, thay vì uống trà sữa hay là cà phê, vừa có hại cho sức khỏe và vừa không tốt cho da, thì mọi người hãy thử dùng em Cherry Detox Wine này cùng với mình nhé. Nghe cái tên thôi thì cũng biết thành phần chính của em này là cherry rồi. Mà cherry là một loại quả vô cùng đắt đỏ, bởi vì hàm lượng vitamin C trong cherry là cao nhất trong các loại quả luôn, nhưng mà không gây kích ứng dạ dày. Và những công dụng tuyệt vời của cherry mang lại như là ngăn ngừa lão hóa này, chống chảy xệ, tốt cho thị lực và tăng cường miễn dịch, vân vân. Cách dùng ấy thì cực kỳ đơn giản, đó là chỉ cần pha vào nước là bạn đã có một thức uống detox cơ thể chua chua ngọt ngọt thơm ngon rồi. Mình thì dùng đều đặn 2 ly mỗi ngày, và chỉ sau một thời gian ngắn thôi thì mình đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Cơ thể mình lúc nào cũng căng tràn sức sống này, khỏe mạnh hơn này, cơ thể được thanh lọc, được đào thải mỡ thừa, từ đó thì hỗ trợ giảm cân hiệu quả đấy. Tiếp nữa nhá là Cherry Detox Wine còn bổ sung collagen này, bổ sung HA, từ đó thì làn da của mình trở nên trắng sáng hơn, căng mịn hơn, hồng hào hơn, loại bỏ đi cái làn da bị khô sạm, nám và tàn nhang. Và cái sản phẩm này ấy, thì dành cho mọi người từ 16 tuổi trở lên, dù là các bạn học sinh, sinh viên hay là các anh chị đã đi làm này, dân tập gym chẳng hạn, thì mọi người đều có thể dùng được để tăng cường thể lực và phục hồi sức khỏe nhé.